Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Hôm nay quay chia sẻ các bạn làm cây ngự quế nha các bạn ơi. Đây các bạn, cây ngự quế lúc đầu mình đào phôi gì này, mình có quay đào lấy cây phôi ngự quế này nè các bạn ơi. Giờ mình bó bầu lại, mình lấy mình ghép luôn nha. Giờ nó đã sống lên khỏe rồi này. Hôm nay mình sẽ quay từ A tới Z cho các bạn coi luôn. Này mình không có đến đợi nó nứt nha các bạn, mình đào về mình bó bầu mình ghép luôn các bạn, mình ghép thẳng luôn nha. Đó, cái cục mình ghép thẳng luôn. Đây, cái này to các bạn. Giờ mình quay chia sẻ cho các bạn coi chung từ A đến Z nha, làm từ lúc cái coi nhược quớ này từ cái phôi lên nha. Cho các bạn nào mà theo dõi kênh của mình thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé các bạn. Thấy hay thì cho mình một like, một share nha. Còn kinh nghiệm bạn nào mà trồng phôi không được thì cứ liên hệ với mình nha các bạn ơi. Mình sẽ sang để chia sẻ anh em đam mê hết các bạn. Đâu các bạn. Giờ mình sẽ khui cái bầu mình bó và mình lên cái chậu nha các bạn. Mình quay từ A tới Z luôn. Nay là cái này được 1 năm mấy tháng rồi các bạn, chưa được 1 năm rưỡi, năm hai hai tháng hay sao, 2-3 tháng gì. Các bạn nào mà xem clip trước của mình thì sẽ thấy cái cây này các bạn, cây lúc mình đào phôi các bạn, mình đào nhà người ta này. Cái này nhiều quá, lá sánh bông chùm nha các bạn, khá là đẹp luôn. Thời gian mình bó bầu sau mình đỡ mình ghép nó lên được mạnh rồi, giờ mình nhờ mình lên chậu nha các bạn, lên chậu đó mình bỏ thêm phân vào nó nha, cho nó bung cho nó mạnh nha các bạn ơi. Các bạn chịu khó tí ha, cái này lúc đầu mình không có kinh nghiệm đâu, nhật quế thì cái này cái đầu tiên của mình, cho bây giờ mình chưa có làm một cái cây nhật quế nào đó các bạn ơi. Đây nè, bông nó này, cái này hơn 1 năm này. Mình lúc mình lên coi là mình chưa có bấm đọt, chưa giật lần nào á. Hôm nay là mình sẽ làm, mình quay video cho các bạn coi luôn. Hôm nay mình giật nha. Lúc đầu mình lên coi là mình ghép và mình đỡ, mình chỉ quấn dai vào thôi các bạn, chứ mình chưa có giật cái tay cành coi này lần nào hết. Nên hôm nay mình sẽ xả tang và mình giật tay cành cho nó nha các bạn, cho nó rút cái coi cho nó đẹp nha các bạn ơi. Cái này hơn 1 năm hơn thôi, bông quá trời quá đất luôn các bạn. Toàn bộ cái nhánh của mình này là toàn bộ nhánh mình ghép chưa dù hết á, chứ không có cái nhánh nào mà tự thân ra hết các bạn. Mình cái cục mà này mình có làm cái đôn lên này, nên bây giờ là hết thấy cái đớ rồi các bạn. Khi nào cái con này thành phẩm thì mình xả đôn luôn nha. Này nó to lên rồi các bạn ơi, khá là đẹp luôn, có đỡ chơi tạm các bạn. Này chỉ mà này chịu khó thì đem về chơi rất là ok nha các bạn. Trồng phong phí mà, thứ hai cái bông nó rất là thơm các bạn ơi. Bông nó cứ nở liên tục nha các bạn. Mình thấy cái cứ nó ra đọt này, mấy cái chùm đọt đây nó ra bông liên tục các bạn. Từ lúc mở cái mùa hè chắc cũng 3-4 tháng rồi, mình trồng chắc gần 1 năm là bắt đầu cái mùa bông nó, là tối giờ bông quá trời quá đất luôn. Định đỡ chơi luôn mà nay dịch rảnh nên là mình ở nhà mình sửa luôn các bạn, định đỡ cho nó to thêm tí nữa. Toàn bộ tay cành là mình không có giật một lần nào hết nha, mình chỉ vào dây và mình quấn mình đỡ nó luôn các bạn, mình kéo 1-2 co đỡ cho nó bung cái tay cành cho nó lớn rồi đó. Các bạn nghe thấy tay cành không, rất là bự luôn, cái đỉnh nha nó rút lại luôn này. Rất là đẹp luôn các bạn. Để mình quay từ A tới Z cho các bạn coi luôn nha, để mình làm cái coi này sao cho nó nhanh nhất ha. Các bạn làm coi thì các bạn, mình cũng không có kinh nghiệm mà làm cái coi nhiều quá đâu các bạn, mình chỉ là làm theo cái cảm tưởng và cái chủ yếu mình thấy cái tuột nó đi rất là nhanh luôn các bạn, do mình chắc là mình không có bấm đọt. Trong đầu mình suy nghĩ là mình chỉ lấy một vài co thôi các bạn, lấy 2 co thôi để mình rút cái coi lại cho nó đẹp luôn ấy. Nhưng mà được rồi, nó cứ ra bông á, nên là mình cứ đỡ tới giờ luôn. Nay dịch là mình rảnh là mình mới mới lôi nó ra làm nè các bạn, chỉnh sửa lại này.
mình vào nước dây rồi á, sau rồi mình xả ra mình vào tiếp một nước dây là nó ăn da rất là nhanh các bạn ơi. Giờ là mình mới xả ra này, rồi mình đỡ, bữa giờ mình đỡ mấy hôm này không có thời gian làm, nay rảnh nó là nó mình lấy ra mình làm cho các bạn coi này. Nay dịch cuối tuần rảnh nghỉ nữa các bạn ơi. Các bạn nay dịch nó rất là phức tạp nên là các bạn đi ra đường thì anh em nhớ đeo khẩu trang nha các bạn, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng nha các bạn ơi. Nhà giờ có cây cảnh thì chăm cây chăm cảnh thôi, vậy nó cũng vui lắm các bạn. Cho coi thì đỡ cho cái thứ khác các bạn ơi, mình đỡ cũng được mà sợ mình đỡ mình không quán dây cũng được các bạn. Cái này có một cái chi cái ghép đọt này, cành bay này nó hơi yếu này, còn ba bộ là nó thiệt mạnh, rất là mạnh luôn các bạn, nó bung rất là dữ luôn. Với lại mình đỡ cho nó hơi 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 rập các bạn, nó không nắng nhiều, nó là cái đỉnh nó hơi ấy. Bạn nào thấy hay thì nhớ cho mình một like một share nhé, làm đỡ có động lực đó mình kênh mình đạt được 10k sub nha các bạn ơi. Làm là lúc nào nói chung là anh em có thể là trồng phôi thì có thể liên hệ với mình, lúc nào mình cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hết các bạn. Mình làm cái coi nào mình thấy nhanh mà ok nhất ha, cho anh em có mấy coi gì nó chơi nhất ha, thì mình sẽ chia sẻ hết nha. Nói chung là dòng nào cũng vậy các bạn, chủ yếu các bạn mà có một chút tìm mi với lại một chút kiểu là mình chút để ý một tí là mình cái dòng nó ra sao thì mình làm nó nhanh nha các bạn. Cái nhiều quá này thì cây đầu tiên của mình chơi luôn các bạn, bữa mình chỉ có mua một cây này thôi, mua từ hàng rào nhà người ta trồng mát, người ta trồng hàng rào các bạn, thấy nó hay hay. Nói chung là nó toàn cái lên thắng không bạn. Cái này mình thấy nó cái cành bay này, cành bay là cũng là cái cành phụ nó các bạn, cho cái gốc nó cái chỗ mình ghép hai bo cái này đó, cái đó mà cái nhánh chính của nó lên rất là bự luôn. Để mình bấm xả bớt lá các bạn coi cho rõ nha. Cái này thì mình cứ theo phương thức là lấy đỉnh làm đọt nha bạn, lấy đỉnh làm cành chứ quên. Là lúc nào mình nuôi một cái đỉnh lên đó là mình kéo ra mình làm cành ha. Rồi mình nuôi cái nhánh khác lên. Chứ mình không cần phải bấm giật nha. Nên là cái coi nó phát triển là nó không chậm lại nha các bạn. Rất là nhanh luôn. Cứ cái đỉnh nó lên phát triển tốt là mình kéo xuống làm một chi ha. Rồi mình nuôi cái cành khác lên để làm cái đỉnh này. Nói chung là cái đỉnh nó phát triển rất là nhanh nha các bạn. Nó đủ ánh nắng. Nó trên cao á, đủ ánh nắng nó không bị che phức. Nên là phát triển rất là nhanh luôn. Dòng nào cũng vậy các bạn. Hải Châu hay Nguyệt Quế cũng vậy các bạn. Hay Lộc Vừng cũng vậy. Khớ cũng vậy. Làm cái đỉnh rất là nhanh luôn. Nên các bạn cứ làm cái phần tay cành này dưới đi. Ok hết đi rồi các bạn lên làm đỉnh đi. Đỉnh thì chỉ cần để nuôi ở các vật thôi các bạn. Nay mình không có các vật nữa, mình muốn xâm cái coi nên là mình lấy đỉnh đó mình làm cái tay cành cho nó nhanh nha các bạn. Đó. Bạn nào thấy hay thì nhớ cho mình một like một share nha các bạn ơi. Để mình có động lực mà nhiều ra nhiều cái video chất lượng hơn đó cho các bạn cùng tham khảo nha. Cái này là xong rồi các bạn, chạy chơi tạm cũng được này. Giờ chỉ cần muốn mà cái cây nó cổ thêm mà nó tay cành nó dài thì các bạn bấm giật nha. Còn muốn cho bông thì cái nhài cứ đỡ dài chơi này, để cho nó nuôi tay cành nó bự lên này. Này mình hơn 1 năm mình mới 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 xả bấm giật cái cây này nên là cái cây nó phát triển rất là nhanh luôn các bạn, rất là sum luôn đó. Xong rồi đó các bạn ơi, rất là hay luôn ấy. Các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like một share nha.
Một năm thì nó ra cái coi chơi cũng tạm được thôi các bạn. Nó là đẹp thì chưa có đẹp đâu. Tại cái coi phải có thời gian nữa các bạn ơi. Cây cành này nó chưa có rút đâu các bạn. Giờ là mình lọc mình chọn chi hết rồi nè. Giờ là chỉ cái cốt là có sẵn rồi. Bây giờ là mấy cái cây cành ngang là mình đi dâm ngang nữa thôi. Đó. Nhớ like, nhớ share cho mình nha các bạn. Để mình có động lực và mình ra nhiều cái video chất lượng hơn để các bạn cùng share và theo dõi nha các bạn ơi. Số điện thoại mình thì có trên màn hình nha các bạn. 0399300019 nha. Anh em nào chia sẻ cứ kết bạn Zalo. Giao lưu với mình nha các bạn. Mình chia sẻ cùng đam mê thôi các bạn ơi. Cái gì mình biết là mình đều chia sẻ hết các bạn. Nên là bạn nào cứ làm đi. Đam mê thì cứ làm đi. Không việc gì phải sợ thôi các bạn. Cứ mà thoải mái mà làm đi các bạn ơi. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.